dám nói trước sau này. Chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mai này có vẹn nguyên, còn nguyên như lời ta đã hứa trước đây. Xin chào mọi người, khỏe không? Mình là Johnny. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Johnny tên là Hip Hop Johnny React. So hôm nay Johnny lại đang đây để chơi bài hát Việt Nam rồi. Bài hát của Santung MGP chúng ta qua tuần lễ Johnny react trên bài hát này rồi. Nhưng hôm nay Johnny sẽ nghe bài này sau 12 ngày để xem Johnny sẽ cảm thấy nhiều trước hay không. Johnny nghe bài này rất nhiều lần rồi. Hôm nay Johnny sẽ lại nghe với mọi người. Ok, mọi người cũng có thể nghe mấy lần rồi. Có rất nhiều sky follow Johnny. Thì hôm nay để xem vibe của bài này nhiều trước hay không. Ok, thì bây giờ Johnny không muốn nói nhiều nữa, Johnny sẽ bắt đầu reaction luôn. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Johnny sẵn sàng rồi, thì bắt đầu reaction luôn nha. Ok, 1, 2, 3, let's go baby. No one could change the past. Yes. Someone gotta try. Yes, sir. Liệu mái sofa vội mau không bước bên cạnh nhau thì ta có đâu, đôi mi nhồi pha ai sẽ lau, ai sẽ đến lau nỗi đau này. Vô tâm quay lưng ta từ lạnh lùng băng giá như vậy sao, và không biết nhau làm đi mong qua chẳng nói một lời. Cảm thấy rất là vui hơn. Ok, I'm feeling the song is more than before. Yeah, as many time I listen this song, it's growing so like so much into me. Yeah, Johnny nghe mấy lần rồi thì khi nghe nhiều hơn thì Johnny cảm thấy bài này nhiều hơn. Johnny cảm thấy nói như nào là cảm thấy nhạc đúng không? Feeling the music, yeah. Feel the music is more important for me. But after listening so many times, I feel so much sky on top. Let's go. Tôi là người mà ai nó hay. Yêu thương rồi buông nơi bàn tay. Mong anh đừng duyên nhưng vận may. Chia ly hạt tan nhưng còn hôm anh chỉ bay. Quên nhau vẫn như chưa từng quen. Quên lòng mà quên lên cả tên. Quên nên làm sao mà được quên. Khi có thể xưa và gặp nhau đừng vô quên. Vẫn vương cũng chẳng sao mà. Nhớ nhung cũng chẳng sao mà. Đớn đau cũng chẳng sao mà. Dù có đang gây tức cũng chẳng sao đâu. Chân thành khi còn bên nhau và trân trọng hơn mỗi phút giây. Thành thật bên nhau mỗi phút giây. Rồi niềm đau có chóng quên. Sau này tình yêu đâu biết mai có đến nguyên.
all is gone away. To be continued, yes, waiting for part 3. Wow. Mọi người có thể thay rồi, đúng không? Mọi người có thể nên thay rồi cho nên cảm thấy là vui hơn hoặc mạnh mẽ hay nói cái gì cho nên it's on another level right now, yeah. I listen this song so many times. I remember some lyrics now. Okay, I hope I could learn more lyrics because it takes so long to learn the lyrics for me. Đời mất rất nhiều thời gian để cho đi học lồi bài hát đúng không? Lồi bài hát không biết nói cái gì. Thì rất mất nhiều thời gian cho học bài này đấy. Nên cho đi học một đoạn rồi. Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mai này có vẹn nguyên còn nguyên như là ta đã hút chút đời. Do chưa dùng to số so rồi. Johnny học đoạn này thôi và cũng mất rất nhiều thời gian cho nên biết tiếng Việt nhưng khi học bài hát thì mất rất nhiều thời gian. Ok, thì Johnny học đoạn bé thôi. Ok, gần thôi cái gì. Ok, thì mọi người đây là reaction của Johnny. Johnny biết mọi người cảm thấy gì react sau 10-12 ngày. Ok, thì cho Johnny biết nha. Ok, và Johnny cố gắng react nhiều hơn bài hát của Việt Nam. Thì Johnny sẽ gặp mọi người lần sau. Till then, bye bye. Namaste, tạm biệt mọi người nha. Yêu mọi người, chia sẻ video của Johnny đi. Ký YouTube của Johnny nha. Ok, bye bye nha.